Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh giam hà X4 155 VVA 2022 ra mắt tại Thái Lan với mức giá bán từ là 47.500.000 đồng. Cái phiên bản mới với cách phối màu đặc biệt làm hài lòng người tiêu dùng với một cái bề ngoài thể thao ấn tượng, đó chính là cái chiếc giam hà X4 155 VVA 2022 tại thị trường Thái Lan. Yamaha tại Thái Lan mới đây đã tung ra cái phiên bản năm 2022 của cái mẫu xe con tại đời X4 155 VVA của hãng tại nước này. Cái phiên bản mới thực chất là phiên bản cập nhật màu sắc mới cho cái chiếc X4 155 với cái cam màu xanh CB và cam màu đen LC hoàn toàn mới, đi cùng với cách phối màu và tem xe hoàn toàn mới, khiến cho bề ngoài chiếc xe trông thể thao và mạnh mẽ hơn hẳn. Các trang bị khác trên xe thì không có gì thay đổi với phiên bản được trình làng vào năm 2021, đi kèm với cái phần đèn pha 2 tầng, đi cùng với cái phần đèn chiếu hậu, đèn xi nhan, toàn bộ hệ thống đèn xi nhan tận dụng trên mình công nghệ 4 đèn LED. Cái đồng hồ là LCD, tiết chỉ diện lớn hơn, hiển thị rất nhiều thông số cần thiết cho xe, giúp người lái kiểm soát dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cái chiếc X4 155 VVA tại thị trường Thái Lan lại không ứng dụng chìa khóa smart key như tại Việt Nam, mà vẫn là sử dụng cho mình chìa khóa cơ, và đương nhiên thì cũng không có cái cổng sạc USB. Cái chiếc X4 155 VVA 2022 tại thị trường Thái Lan vẫn được trang bị cho mình một cái giảm sóc trước là cái phục ống lồng, đi cùng cái giảm sóc sau là sao chủ đơn. Chiếc xe ứng dụng cho mình phanh đĩa trước và sau, và không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ngoài ra, piston phanh trước cũng được sơn kem màu vàng để tạo một điểm nhấn ấn tượng. Còn nói về sức mạnh động cơ của chiếc X4 155 VVA 2022 tại bên Thái Lan thì vẫn được trang bị cho mình cái có động cơ Sander dung tích là 155cc, cái loại là SOC là mát bằng dung dịch. Cái có động cơ này sinh ra cái công suất tối đa là 17,7 mã lực, ấn ưỡng tua máy 9.500 vòng/phút, trong khi đó mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm, ấn ưỡng tua máy là 8.000 vòng/phút. Đương nhiên, nó vẫn có cái sự hỗ trợ của hệ thống van bí liên VVA giúp gia tăng thêm sức mạnh trên từng cái dải vòng tua. Về mức giá bán của cái chiếc Yamaha X4 155 VVA 2022 tại thị trường Thái Lan rơi vào khoảng là 69.900 bạc Thái, nó đổ ra tiền Việt tương đương khoảng là 47,5 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy để chi tiếp nhớ like, share, subscribe.